Em có tin lá bài này nó siêu qua họ bàn không? Đúng không? Mình hỏi có tin hay không thôi thì đúng không? Mình hỏi có tin hay không, có tin là cái lá bài này nó siêu qua cái này không? Theo mà chủ nghĩa gì vậy thì mình không có tin nó siêu qua đâu. Ok. Đó, mình nói khẳng định cả không tin là không tin. Mình đang chỉ dặn. Bây giờ mình sẽ bỏ lá bài mình ở đây. Một lá. Ở đây để là ba lá. Đúng không? Thấy không? Giúp cho mình coi nha. Mình để lá bài đây. Lá này của mình nè. Ok, mình để lá đây. Rồi mình để lá đó là trước. Lá này dưới đây. Ở đây trước rồi đây. Để đây. Ok. Lá đây đây đây. Mình lắc cái. Vậy là lá bài của em ở trên đi xuống là lá của mấy chùa mày. Số 3. Ờ số 3 đúng thế. Tôi cũng còn 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 ok còn tao cũng còn việc còn số 3. Đúng không? Còn việc đúng không? Đặt ra đúng rồi số 3 đúng không? Ok, giờ đây là kiểm tra kiểm tra đúng số 3 không? Không có việc. Tại vì để lên lắc cái đúng rồi. Cái mà chính xác rồi. Đúng rồi. Cái gì phải cùng. Bây giờ kiểm tra con số ra là 1, là 2, 3 là lắc. Ok đúng không? Đúng. Ok rồi nè, bây giờ là con nghĩ nha. Rồi đây ok nha. Con số của em. Rồi nãy lá này á, nó nằm cái này. Anh để ra ngoài đây. Nằm đây. Đúng không? Đúng rồi. Rồi nó lại đây. Lá này của em đây nè. Rồi. Lá em nằm cái này đúng không? Đúng rồi. Nằm dưới kia ba ơi. Đâu? Đâu? Dưới này đúng không? Thôi, nó bạn đây nè. Cái đôi tay mình đó là rất là lẻ nha. Để coi nè. Bây giờ là em quay cho sát bàn tay em nha. Bây giờ đây coi nha. Đây là thằng 3. Rồi nha. Mình sẽ tắt này lên đây. Nó đang nằm trên rồi đúng không? Đây, em sẽ bỏ tay đây. Rồi. Nha, vậy em đẩy ra đây mình. Đẩy gì? Đẩy ra. Rồi. Sao đây trên này gì? Tao đang lo vì đang bắt mình chậm hơn cái tay đi rồi. Đây là 4 lá bài nha. 4 xì. Rồi, 4 xì. Mày chỉ cái này nha bạn. Dạ. Mình làm mẫu ngay cho bạn xem nha. Bây giờ bạn muốn thích lá bài nào trước? Thích nói gì? Thích thầm rồi có nói chậm nói ra. Nói đi. Nói ra luôn. Rồi lá nào? Thích nào trước bỏ đi trước nè. Anh vô. Anh vô. Anh vô để bỏ cái này đi. Bỏ rồi bỏ. Ok, tới nào? Anh vô tới chuồng. Chuồng, ok, chuồng bỏ cái này được không? Ok, hai lá, rồi thế nào? Bích. Đây là ba lá. Ok, đây là ba lá. Rồi. Thì theo mình nãy giờ mình uống rượu cũng có tướng á. Thế anh? Bích là... Bốn lá bài nó có sen kẽ không? Đó. Đó không? Có độ gì? Có độ sen kẽ khoảng 1 ly. À, 1 ly thôi nó ok phải không? Ly. Là có sen kẽ nhau, nó không có nằm một cục. Đúng. Ok hay không? Đúng. Chính xác không? Mày chỉ là của mình cùng món luôn. Thôi chỉ là cái này thôi. Okay. Rồi, ok. Đó. Ok, giờ sự công bằng nha. Đó thầy nữa. Rồi. Rồi bây giờ hiện nay bạn có tin là bốn lá bài nó nằm một chỗ không? Chúng nó xẹt xẹt cái nó nằm. Đây chưa chưa nha. Chưa nha. Chưa. Bởi vì á anh em ta nếu mà làm ăn với nhau là phải hợp tự nhau. Nó có gì kỳ. Đúng không? Kỹ năng mà kỳ. Làm ăn với nhau là phải hợp nhau. Nó mới ok. Đúng không? Giờ bốn lá bài này. Nó hợp nhau rồi sao? Mình phải chia rẽ ra. À. Mọi người làm hướng này người kia người có rượu được lộn nhậu đúng không? Rồi nước rẻ làm gì để cho nó cái nước chia tan hóa bạn đây nha. À, nó ảo rồi, thấy nó ảo không? Bạn thấy như đó là bạn á, thấy nó ảo không? Anh có chơi tham gia trẻ không? À, thôi giờ để cho em biết là hiện nay của bạn nó đang lộn xộn tùm lum la, đúng không? Ok. Nha, có thể như mình sẽ là xào lộn xộn. Thì nghĩ anh em nãy giờ anh em nghĩ là của bạn nó đang lộn xộn đúng không? Đúng không? Mình sẽ nhắm mắt rồi nha, không dòm nha. Không, em đâu nhắm. Anh nè, anh kéo nè. Rồi, đấy nè. Đấy nè. Thì tao nghĩ là người ta nãy giờ hiện nay là bộ bài nó không liên quan tới tay. Mắt não không liên quan. Bây giờ là mình sẽ mở cho bạn xem coi từng lá bài nha. Xin lỗi. Cái đầu nghe nè. Mỗi mà gặp có ba tướng thì nói đường nào mà sẽ chạy khỏi. Chưa đâu. Lần nữa. Chưa nghe. Bây giờ chơi nè. Chơi ảo giác thật sự nè. Tại sao con mắt mình có 24 trên giây thôi? 1000 con mắt nó cũng có 24 trên giây thôi. Đừng nghĩ là mắt nó sẽ thấy được ta. Không có đâu, nghe. Mà nói cho các bạn luôn, nghe. Đó. Như đơn giản đi. Nghe nè, thấy làm gì? Làm chuồng. Làm chuồng đúng không? Xe ra gai. Rồi nè, cầm lá làm chuồng mình. Bạn nghĩ là trong này có lá bài đúng không? Chứ thật ra là bây giờ lá làm chuồng đúng không? Phải không?
Đấy thì phải lấy hình chuột không? Có nghĩa con mắt mình nó uống trong vòng 3 ly rượu con tính là mắt sẽ bị hại não rồi. Không mà mới thấy là nó tốt có gà chứ mới làm chuột. Bị ngủ rồi tính nó ảo.